Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được thầy Huyền Châu giảng câu xá luận huyển 1 và thầy Minh Lợi giảng luận thành duy thức. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học câu xá luận quyển 1, thầy Huyền Châu giảng về hữu lậu và vô lậu, căn cứ vào sự lưu chuyển và hoàn diệt mà lập thành 22 căn. Người tu học phải xác định căn nào là vô lậu, căn nào là hữu lậu để biết mình nên tu từ đâu. Vô lậu nghĩa là không cấu bẩn. Cấu và lậu tuy có tên gọi khác nhưng là hai từ đồng nghĩa. Trong 22 căn thì thể của ba căn cuối chỉ thuộc vô lậu. Căn đầu tiên là đương tri căn, là căn nhận biết, tức do kiến đạo mà sinh. Không có đương tri căn thì người nghe pháp sẽ không thấu hiểu được gì. Đương tri căn có ở trong ba cõi, tùy vào căn cơ khác nhau của hữu tình mà sự hiểu biết cũng có khác nhau. Chư thiên nhận biết nhanh hơn loài người, thậm chí biết được trong nhiều kiếp, nhưng cầm thú thì phải có sự dạy dỗ, tập tành nhiều lần mới nhận được chút hiểu biết. Sự học thì không có sự phân biệt tuổi tác. Học mà không nhớ là do vọng tâm người đó đã chất đầy trong nội tâm nên không thể tiếp nhận thêm. Bỏ bớt những phiền não chất chứa, thời sẽ có chỗ để tiếp nhận những hiểu biết mới bổ ích và cần thiết cho việc tu tập. Căn thứ hai là dĩ tri căn. Đây là căn tu tập, do tu đạo mà tồn tại, là sống với sự nhận biết thuần thục và có sự trải nghiệm. Nhờ có căn này mà trừ bỏ được cấu uế. Những hữu tình do làm nhiều việc thiện lành, hộ trì chánh pháp một cách thanh tịnh, khi mạng chung sẽ được sanh về các cõi trời. Chư thiên thường ở trong định, do lạc thú của định dẫn dắt nên bị hạn chế trong việc tu tập. Vì vậy mà dĩ tri căn của chư thiên kém hơn so với cõi người. Thứ ba là cụ tri căn, là vô học đạo của bậc A-la-hán, đã đạt được tận trí và vô sanh trí mà thọ dụng. Các căn đã thuần thục đầy đủ, đặc tính viễn ly luôn xuất hiện. Người học những điều phi pháp cũng có sự nhận biết, cũng phân biệt, so sánh nhưng lại buông lung theo các dục. Cái biết của thế gian là hiểu biết hữu lậu, đó không phải là căn vô lậu, không phải là đương tri căn. Tu đương tri căn, trong đó đã hàm nghĩa có được dĩ tri căn và dẫn đến thành tựu cụ tri căn là mục tiêu, là đích đến của người tu học. 10 căn tiếp theo gồm 7 căn thuộc sắc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 2 căn nam nữ là những căn thuộc sắc pháp, cùng với 3 căn là mạng, ưu và khổ. Cả 10 căn này duy chỉ là căn hữu lậu vì chúng được liệt trong sắc uẩn là hữu vi, tất hữu hoại. Về mạng căn, một vị A-la-hán trước khi đan trú trong tứ thiền làm một việc thiện lành như cúng dường và đem tất cả phước lực đó hướng tới một nguyện ước, hoặc muốn xả bỏ mạng căn và nhận quả báo viên mãn, hoặc muốn duy trì mạng sống lâu hơn để thực hiện trọn vẹn một nguyện lực nào đó. Đức Phật sau khi thấy rằng đã truyền lại đầy đủ giáo pháp ở tuổi 80, người quyết định xả bỏ báo thân, dành trọn 40 năm tuổi thọ đáng có để hướng cho chúng đệ tử luôn có đầy đủ điều kiện trong cuộc sống. Chính nhờ phước lực của Thế Tôn mà chúng đệ tử ngày nay dù làm nhiều điều hư hỏng vẫn được sống tốt. Chúng ta biết ơn, tri ơn Phật mà tu tập theo giáo pháp của người để sống mà lòng không hổ thẹn. Những ai lạm dụng phước của Phật mà bỏ mất đạo hạnh sẽ phải bị đọa. 9 căn còn lại gồm ý, lạc, hỷ, xả, tính, tấn, niệm, định, tuệ thì thông cả hữu lậu và vô lậu. Nếu các căn này hướng đến thanh tịnh, viễn ly tướng của chúng sanh, làm mọi việc vì hộ trì, xiển dương chánh pháp để Phật pháp hưng thịnh,
Vì sự trường lưu của Phật Pháp không phải xuất phát từ một tự ngã thì thuộc về vô lậu. Ngược lại, những việc làm không theo chánh pháp, không vì hộ trì Phật Pháp mà phục vụ cho bản ngã là những pháp hữu lậu. Ví như khi muốn thực hiện một chương trình với tâm không thanh tịnh hay muốn làm điều phước nhằm cho cả thế giới phục tùng, những điều đó không đem lại hạnh phúc viên mãn, không dẫn đến niết bàn. Lạc trong tam thiền do công phu tu tập mà thành tựu là vô lậu, lạc do đam mê hưởng ngũ dục là hữu lậu. Do tu tập thiền mà được khinh an, hỷ, lạc là vô lậu. Thiền nhằm mục đích tăng cường sức khỏe, có hỷ, có lạc, nhưng là hữu lậu. Ngưng tập thì không còn năng lượng, sân hận phiền não còn nguyên thì đó là hữu lậu. Nếu tin rằng giết được nhiều người sẽ được sanh thiên, kể cả tu thập thiện, vì muốn sanh về cõi trời cũng là hữu lậu. Chỉ với niềm tin và diệu pháp của Như Lai mới là tín vô lậu. Chăm chỉ học hành để mưu cầu kiến thức thế gian, mưu cầu một đời sống sung túc thì đó là hữu lậu. Còn những việc làm chăm lo cho một đạo tràng phát triển hay chăm chỉ đi học giáo pháp Phật, thực hiện quy ngưỡng tam bảo, tu tứ vô lượng tâm bằng tâm vô ngã, thành tựu trong chánh pháp của Như Lai là thuộc về vô lậu. Nghe dẫn dụ một câu kinh cũng phải hiểu lời Phật dạy, đó được đặt trong bối cảnh nào, tìm hiểu căn cơ ngọn nguồn mà không vội vàng chấp nhận. Người tu phải tự mình biết phân biệt rõ ràng, phải liễu ngộ một cách thông triệt, nhận biết sâu sắc hữu lậu và vô lậu. Đối với các căn hữu lậu, phải luôn luôn phòng hộ, đừng để bị chi phối bởi sắc pháp và tích cực hướng tu các căn thuộc về vô lậu, đó là người biết tu. Vào giờ học luận thành duy thức, Thầy Minh Lợi giảng về ba bậc tu tập trong giai đoạn tư lương vị là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Sau thập trụ là thập hạnh, gồm 10 địa vị tu tập. Thứ nhất là hoan hỷ hạnh. Học hạnh này, Bồ Tát tùy thuận khắp nơi nơi, thực hiện được hạnh này là điều khó, vì thường thì có nơi hoan hỷ, có nơi không. Với người này thì hoan hỷ, với người khác thì không. Thứ hai là nhiêu ích hạnh, là luôn luôn làm lợi ích cho chúng sanh bằng mọi cách, có thể bằng tiền tài vật chất, bằng lời nói pháp hoặc lời nói nhu hòa. Những việc làm ấy với đầy đủ lòng từ bi, trước hết là độ chính tâm mình. Bởi vì bất cứ một điều lành, điều tốt nào đã làm thì báo ứng sẽ đối ngược lại với chính người đó. Thứ ba là vô sân hận hạnh, là hạnh tu thực hiện đức tính tự giác và giác tha. Trước tự mình giác ngộ, sau là cứu độ tất cả chúng sanh, không còn bị trở ngại bởi điều gì bất như ý. Mình và chúng sanh đều thành tựu viên mãn. Thứ tư là vô tận hạnh, là thực hiện hạnh lợi tha bình đẳng không điều kiện ở mọi lúc, mọi nơi, không hề nhàm mỏi. Thứ năm là ly si loạn hạnh, nhờ vào tinh tấn tu học Phật Pháp mà có được trí tuệ tổng hợp, nhận thức có hệ thống, không còn nhầm lẫn, suy nghĩ hiểu biết đúng như thật bản thể sự vật. Có trí tuệ thì không gì có thể mê hoặc và không còn đau khổ. Thứ sáu là thuận hiện hạnh, do tu tập có được hạnh ly si loạn thì các tánh thiện đồng hiện, các tánh ác ẩn đi. Thứ bảy là vô trước hạnh, là Bồ Tát đoạn trừ hết tâm phiền não, không còn bị ô nhiễm cấu uế vướng mắc. Thứ tám là tôn trọng hạnh, sau khi đã trải qua 7 địa vị tu tập, Bồ Tát quán chiếu bát nhã nên có được địa vị tôn trọng này. Thứ 9 là thiện pháp hạnh, Bồ Tát có được công đức viên dung, có thể thành tựu khuôn pháp mẫu mực như chư Phật 10 phương, đầy đủ oai nghi như chư Phật. Thứ 10 là chân thực hạnh, Bồ Tát vượt qua 9 giai đoạn rồi thì đức tướng trí tuệ viên mãn, tất cả đều thành tựu vô lậu thanh tịnh. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 8 năm 2023, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5 giờ 45 đến 6 giờ 45 chiều, thầy Lệ Minh giảng thi thiết luận. Lớp cao đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ học câu xá luận quyển 1 do thầy Huyền Châu giảng và luận thành duy thức qua lời giảng của thầy Minh Lợi.
Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời, kính mong học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới, cũng như các thông báo cần thiết. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp, cũng như những chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật Quốc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc những thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và xin chúc quý vị thân tâm thường an lạc.